Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 12 tháng 3 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Ronaldo bỏ lỡ khó tin, mẹ và chị bật khóc. Phút 61, thủ môn Eza đã mắc một sai lầm khi không thể kiểm soát được quả bóng và để cho nó trượt qua trước mặt. Đây là một cơ hội rất bất ngờ dành cho Cristiano Ronaldo, chỉ cách khung thành khoảng chưa đầy 2m. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã không thể tận dụng cơ hội này thành công khi cú dứt điểm của anh đi ra ngoài. Trên các trang mạng xã hội, việc CR7 bị bỏ lỡ đã khiến anh trở thành một đề tài cho nhiều người cà khịa. Đây có thể là một pha bỏ lỡ tệ nhất trong sự nghiệp của Ronaldo, theo bình luận của Sport People. Ai nói giải thích cho tôi tại sao Ronaldo lại không thể ghi bàn ở tình huống này đi? Một tài khoản thì lại tỏ ra vô cùng tò mò. Pha bóng này làm cho người hâm mộ của Lionel Messi cảm thấy bất ngờ. Một diễn đàn của các cổ động viên đã phản ánh như vậy. Mặc dù chúng ta ai cũng nhìn thấy Ronaldo đã chơi với tinh thần quyết tâm cực kỳ cao, nhưng anh đã không thể chuyển hóa thành công cơ hội trước khung thành của Anain. Trong một cơ hội khác vào phút 62, CR7 đã có một cú vô lê nhưng bóng đi chạy khung thành. Trong hiệp phụ thứ hai, Ronaldo là một lần nữa đối mặt với thủ môn và tiếp tục không thể ghi bàn. Đến phút thứ 118, anh đã kiếm được quả phạt đền sau một pha tấn công trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11m, siêu sao người Bồ Đào Nha đã dễ dàng đánh bại thủ thành Eza, giúp Anas cân bằng tỷ số 4 đều sau hai lượt trận tứ kết. Ở khu vực VIP của sân Kessiu, bà Donares và chị của Ronaldo đó là Katia Avero, mẹ và chị gái của Cristiano Ronaldo thực sự đã bật khóc. Trong khi đó thì Ronaldo đã ăn mừng trên sân, kèm theo hành động chắp tay xin lỗi các cổ động viên của Anas về những cơ hội bỏ lỡ trước đó. Bàn thắng muộn của Ronaldo đã giúp Anas kéo trận đấu vào loạt penalty cần não. Tuy nhiên, những người đồng đội của anh là Marcelo Brozovic, Alex Telles và Otavio lại đã hỏng phạt đền. Anas thất bại 1-3 và kết thúc hành trình ở AFC Champions League mùa giải này. Sau trận đấu, Ronaldo đã thể hiện sự thất vọng. Anh rời sân một cách im lặng và không quan tâm đến sự xô xát giữa cao thủ sau trận đấu. Anas với đội hình trị giá 141 triệu euro đã thất bại trước Ain, đội bóng chỉ định giá là 43 triệu euro của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đối thủ tiếp theo của Ain có thể sẽ là Al Hilal, đội bóng đang có phong độ ấn tượng tại Saudi Pro League. Trong trận tứ kết lượt đi, Al Hilal đã đánh bại câu lạc bộ Al Ittihad với tỷ số 2-0. Cole Palmer săn bằng thành tích của Kai Havertz. Tiền vệ Cole Palmer chỉ mất 24 trận đấu để vượt qua thành tích kiến tạo của Kai Havertz sau 91 trận tại Chelsea. Chelsea đã giành chiến thắng 3-2 trước Newcastle trong trận đấu muộn của vòng 28 Premier League vào dạng sáng ngày hôm nay. 3 điểm này giúp cho đội chủ sân Stamford Bridge tiến gần hơn đến vị trí thứ 10 của chính Newcastle vì chỉ còn kém đối thủ 1 điểm và vẫn còn một trận chưa đá. Cole Palmer tiếp tục tỏa sáng với màn trình diễn ấn tượng cho Chelsea trong trận đấu này. Tiền vệ người Anh đã kiến tạo cho Nicolas Jackson trước khi tự mình lập công ở phút thứ 57. Với một bàn thắng, một pha kiến tạo, Cole Palmer được vinh danh là cầu thủ hay nhất trận. Pha kiến tạo của Jackson ở phút thứ 6 đã đưa Palmer lên con số 8 pha kiến tạo tại Premier League mùa giải này. Theo Squawka, tiền vệ 21 tuổi đã vượt qua thành tích kiến tạo của Kai Havertz trong áo của Chelsea ở Premier League. Đáng chú ý, Cole Palmer chỉ mất 24 trận để đạt được con số này, trong khi Kai Havertz cần đến 91 trận để đạt được 7 pha kiến tạo. Kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge từ Manchester City, Cole Palmer đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong lối chơi của huấn luyện viên Pochettino. Với kỹ thuật và cái chân trái tài ba cộng với khả năng sáng tạo, tiền vệ này đã tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội. Tại Premier League mùa giải này, Cole Palmer đứng thứ 3 về số lượng chọc khe và đứng thứ 5 về số lượng đường truyền vào khu vực cấm địa của đối phương. Trong khi đó, phong cách chơi của Kai Havertz không thực sự phản ánh khả năng sáng tạo. Ngôi sao hiện đang chơi cho Arsenal tập trung vào khả năng hòa nhập, chạy chỗ và đánh hơi tìm kiếm khoảng trống để ghi bàn. Hơn nữa, tại Chelsea, Kai Havertz đã phải thích nghi với ba hệ thống, ba huấn luyện viên khác nhau và thường xuyên được sử dụng ở vị trí tiền đạo. Về mặt cá nhân, Cole Palmer đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn và kiến tạo trong 5 trận tại Premier League khác nhau ở mùa giải này. Với sự tiến bộ trông thấy, cựu cầu thủ của Manchester City vẫn tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và bất kể những biến động và phong độ không ổn định của Chelsea. Son Heung-min có hành động đẹp. Tại vòng 28 Premier League, Tottenham đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Aston Villa. Kết quả này giúp cho Spurs thu hẹp được cách biệt với đội xếp thứ tư là chính Aston Villa xuống chỉ còn 2 điểm. Đáng chú ý, Tottenham còn một trận đấu chưa đấu trong tay. Trong trận đấu này, Son Heung-min đã tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một pha kiến tạo. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn nữa là hành động đẹp của đội trưởng Tottenham sau khi trận đấu kết thúc. Cụ thể, khi trên đường xuống hầm, Son Heung-min đã nhìn thấy hai mảnh rác trên sân. Thay vì để lại cho các lao công dọn dẹp, thủ quân của Tottenham đã lập tức cúi xuống, nhặt lên và mang đi vứt. Chứng kiến hành động này, nhiều cổ động viên đã suýt xoa trước sự tốt đẹp về mặt thái độ của Son Heung-min. Một người đàn ông thực thụ, không ai trong giới bóng đá không yêu quý cậu ấy cả. Không một chút nề hà, Son Heung-min đã sống đúng với bản chất tốt đẹp của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy chính là cầu thủ Hàn Quốc dễ mến nhất lịch sử. Kể từ khi gia nhập Tottenham vào năm 2015, Son Heung-min đã trở thành một ngôi sao chủ chốt và được người hâm mộ yêu quý. Tiền đạo 31 tuổi đã ghi được 158 bàn thắng sau 396 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Vào mùa hè năm ngoái thì Son Heung-min được huấn luyện viên Postecoglou trao băng đội trưởng thay cho Hugo Lloris. Trong mùa giải này, Son Heung-min vẫn tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 14 bàn thắng, 8 pha kiến tạo sau 25 lần ra sân trên mọi đấu trường. Man City nhận tin dữ. Sau trận đấu với Liverpool, Manchester City chuẩn bị đối mặt với một ứng viên vô địch nữa là Arsenal vào cuối tháng này. Thủ môn Ederson của họ có thể sẽ vắng mặt. Người gác đen của Man Xanh đã có trận đấu không thành công khi trực tiếp gây ra quả penalty để Liverpool gỡ hòa. Sau đó Ederson đã nhận thẻ vàng và dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Theo thông tin từ truyền thông Anh, thủ môn này đã dính chấn thương đùi và dự kiến sẽ phải ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc Ederson sẽ không có tên trong đợt tập trung tới đây của đội tuyển Brazil chuẩn bị cho hai trận giao hữu đội tuyển Anh và Tây Ban Nha. Và đương nhiên một khả năng không nhỏ khác, cầu thủ này sẽ vắng mặt trong trận đại chiến với Arsenal vào ngày 31 tháng 3 tới. Huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận tình trạng chấn thương của Ederson là không ổn. Thiếu vắng thủ thành số 1, cơ hội đua vô địch của Manchester City có thể bị ảnh hưởng trong thời gian tới. Trước mắt, đội chủ sân Etihad sẽ chạm trán Newcastle tại tứ kết FA Cup vào cuối tuần này. Tại Premier League, Manchester City đang đứng thứ 3, bằng điểm với Liverpool và kém đội bảng Arsenal 1 điểm. Trong 10 vòng đấu cuối, bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra và ngưỡng mộ đang chứng kiến cuộc đua vô địch Premier League hấp dẫn nhất lịch sử. Bóng đá Trung Quốc nhận báo động. Vòng 2 của giải vô địch quốc gia Trung Quốc 2024 kết thúc với chỉ một bàn thắng được ghi bởi cầu thủ nội. Thưa quý vị, tổng cộng 16 bàn thắng được ghi sau 8 trận của vòng 2 Challenge Super League, nhưng phần lớn đều do các cầu thủ ngoại. Chỉ một bàn thắng ở vòng 2 Challenge Super League được ghi bởi một cầu thủ nội, đó là Wang Quyming, người đã tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước đội mới lên hạng, đó là Shenzhen Pang City. Tờ Titan Sport đánh giá đây là thực trạng đáng buồn với bóng đá Trung Quốc. 15 trên tổng số 16 bàn của vòng 2 giải vô địch quốc gia được ghi bởi các ngoại binh, thống kê hiếm thấy với những nền bóng đá hàng đầu. Việc các đội bóng ở Trung Quốc hay nhiều nền bóng đá khác tại châu Á phụ thuộc vào ngoại binh không phải điều gì đó quá mới mẻ. Nhưng sự áp đảo của các chân sút ngoại tại vòng 2 Challenge Super League mùa giải này mang đến nhiều nỗi lo cho đội tuyển Trung Quốc. Ở Asian Cup 2023, đội bóng xứ tỷ dân không ghi nổi một bàn, tạo ra thành tích tệ nhất trong lịch sử mà các lần họ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Đến hiện tại, mọi chuyện không có gì khởi sắc cả. Những trụ cột của đội tuyển quốc gia Trung Quốc như Guley hay Zhang Jining đều trải qua tuần thi đấu tìm ngòi. Đây là tín hiệu đáng báo động cho đội bóng xứ tỷ dân khi vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á trở lại vào cuối tháng này. Vào ngày 21 tháng 3, tuyển Trung Quốc sẽ đối đầu với Singapore trên sân khách trong trận đấu mà họ buộc phải thắng nếu muốn hy vọng vượt qua vòng loại thứ hai. Đến ngày 6 tháng 3, họ sẽ đối đầu với chính Singapore trên sân nhà của mình. Tuyển Trung Quốc hiện đang xếp thứ 3 ở bảng C với 3 điểm sau 2 trận. Kém đội dẫn đầu là Hàn Quốc, đội đã sở hữu 6 điểm. Họ cũng đứng sau Thái Lan, đội đã có 3 điểm bởi vì thua chỉ số phụ. Mục tiêu của đội tuyển Trung Quốc là giành một trong hai vị trí dẫn đầu của bảng đấu để tiến vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2026 khu vực châu Á. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của TVS Vlogs. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.